A very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen, our parents and our lovely students here at P-Kids Talk 2019. On behalf of our dedicated organizer, Pride English Academy, we are blessed to have you all here for our talented students. May P-Kids Talk 2019 a massive success. Nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, quý khách quý cùng các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến đang có mặt tại chương trình P-Kids Talk 2019 ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho trung tâm Anh ngữ Pride English Academy, tôi xin gửi lời tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc toàn thể quý vị có một chương trình vui vẻ, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Chúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Nhỏ ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho các khách mời và các giám khảo của chúng ta ngày hôm nay được không nhỉ? Thưa quý vị, Trung tâm Anh ngữ Pride English Academy được thành lập vào tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, những lứa học sinh đầu tiên của Miêu Nha đã được người sáng lập, giám đốc trung tâm Thạc sĩ Nguyễn Giang đào tạo từ những năm 2010. Nhiều bạn học sinh đã đậu những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và ngày càng khẳng định mình rực rỡ trên con đường đã chọn. Trong 13 năm giảng dạy đại học và 9 năm đồng hành cùng học sinh khu vực Miêu Nha, Thạc sĩ Nguyễn Giang không ngừng truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng từ sự cần cù hiếu học, sáng tạo, ý chí vượt khó trên con đường tri thức của các em học sinh cũng như sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Chính vì lẽ đó, tuy chỉ mới chưa đầy một tuổi, Pride English Academy đã có những dấu ấn đặc biệt, thổi thêm luồng gió mát cho giáo dục tại khu vực Miêu Nha, Tây Mỗ và sẽ không ngừng vươn xa nữa. Trong năm vừa qua, Pride English Academy đã đào tạo 240 học sinh nhiều lứa tuổi với phong cách giáo dục tiên tiến. Với trẻ nhỏ, trung tâm dạy ngôn ngữ theo cơ chế tiếng mẹ đẻ, trẻ tiếp thu bài và hình thành kỹ năng qua các câu chuyện, bài hát, những hoạt động vui vẻ. Với trẻ lớn, trung tâm trang bị cho các con tiếng Anh học thuật nâng cao để các con tự tin tỏa sáng tại trường và vươn xa với những ước mơ hoài bão cho tương lai. Pride English Academy đã chính thức được tổ chức giáo đào tạo giáo viên London Teaching College công nhận là cơ sở đào tạo giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Pride English Academy cũng được Cambly, một công ty đào tạo tiếng Anh giao tiếp của Hoa Kỳ, ủy nhiệm là đại diện chính thức tại Việt Nam. P đã thay mặt Cambly trao học bổng cho nhiều học sinh Việt Nam có thành tích tốt. Học tại P và luyện tập cùng Cambly sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Học sinh sẽ có một lộ trình hoàn hảo, vừa có môi trường luyện tập ngôn ngữ như sống tại các nước nói tiếng Anh. Pride English Academy cùng hệ thống Tomokid mở rộng cơ sở đào tạo tại Tomokid Green Bay, Mễ Trì, chính thức hoạt động từ tháng 1 năm 2020. P cũng được tổ chức TEDx, một tổ chức giáo dục công nghệ có tiếng toàn cầu, cho phép tổ chức các chương trình public speaking, thuyết trình sáng tạo cho trẻ. Đây sẽ là cơ hội cho trẻ học hỏi và góp tiếng nói chung trên toàn thế giới. Xin toàn thể hội trường hãy chúc mừng và cổ vũ cho anh ngữ Phi bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và thưa quý vị, sau đây tôi xin kính mời Thạc sĩ Nguyễn Thị Giang, giám đốc trung tâm anh ngữ Phi lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị phụ huynh cùng các em học sinh yêu quý. Hôm nay đứng trên sân khấu này đáng lẽ ra là sân khấu của các con, nhưng tôi xin có một chút chia sẻ. Sau đó tôi sẽ nhường ngay sân khấu cho các thiên thần nhỏ bé của chúng ta. Trước tiên tôi xin bày tỏ sự xúc động và sự tri ân sâu sắc đối với trước tiên là cô Ngô Thị Thúy, hiệu trưởng trường tiểu học Lý Lam Đế, đã hết sức tạo điều kiện để chúng ta có được một sân khấu lộng lẫy như ngày hôm nay để các con tỏa sáng. Tôi cũng vô cùng cảm ơn các bậc cha mẹ đã bớt ngày cuối tuần vô cùng ý nghĩa đến để cổ vũ cho các con, để cho các con có thêm động lực cũng như thêm nguồn cảm hứng để ngày một tốt hơn trên con đường tri thức các con đã chọn. Cảm ơn toàn thể các em học sinh đã đến đây để thể hiện mình và để cổ vũ cho các bạn. Xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh sức khỏe và niềm vui. Hello, little ladies and gentlemen. I would like to say something to all of you. For all of you, the audience is here. Don't think that you are not participants. Yeah, you are here. You are not the contestant. But your contribution is great, because without the support, don't
students cannot do their best. So please give Zofan big hands whenever they come here for their performance. Thank you very much. And to all of the four teams, the contestants today, whether today you can win, you are the champion or not, doesn't matter. Winning doesn't matter here anymore. When you are here to prove yourself, to dare to dream, you win yourself. And you can make those dreams come true. You can make the impossible possible. So try your best. You are all the way my bride, my little bride. And you are the winner in my heart, in everybody's heart too. So try your best, the four teams. All of you are the champions in my heart. Thank you. Thank you, everyone. Xin mời cô Ngô Thị Thúy, hiệu trưởng trường Lý Nam Đế lên sân khấu nhận hoa và quà cảm ơn của cô Giang ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay được không ạ? And xin mời các em ạ. I will read you through our procedure tonight. We have four teams with two rounds. We will start with first round of rapid wits and the second round in speech debate. Thưa toàn thể quý vị, và sau đây tôi xin thông báo chương trình của chúng ta ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Chúng ta sẽ có tất cả 4 đội thi và mỗi đội thi sẽ trải qua 2 vòng. Vòng 1 là trả lời câu hỏi nhanh và vòng 2 là phần thi hùng biện theo đề tài. Ngoài ra còn có những trò chơi giao lưu có thưởng dành cho khán giả tham gia chương trình. Hơn thế nữa, rất hấp dẫn, chúng ta sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng vào cuối buổi ngày hôm nay. Một phần thưởng rất là đặc biệt ạ. Vì thế quý vị và các em nhỏ, mọi người đừng đi đâu nhé. Chúng ta hãy tham dự chương trình đến cuối chương trình để bốc thăm và biết đâu mình sẽ là người may mắn trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời 4 đội chơi của chúng ta sẽ lên sân khấu để chuẩn bị cho phần thi đầu tiên ạ. Các đội đã có các đáp án sẵn trên bàn rồi đúng không ạ? Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ chỉ có 15 giây để trả lời câu hỏi của mình thôi nha. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến với vòng 1 của thi và sau đây là câu hỏi đầu tiên. Approximately how much global electricity output is produced from renewable sources? A. 1%, B. 20%, C. 10%, D. 5%. Let's go! About how much money do you save by replacing a single incandescent light bulb with a compact fluorescent light? A. $1, B. $30, C. $10, and D. $5. And the correct answer is B. $30. Number 3. Erosion means A. Wearing away, B. Estuary, C. Aging, D. Gasoline. Is a major contributor to air pollution in the United States. Which of the following is the biggest source of the carbon monoxide? A.
factories and business, B, people breathing, C, motor vehicles, D, trees. Time's up. And the correct answer is C. Number 6. Ozone forms a protective layer in the Earth's upper atmosphere. What does ozone protect us from? A. Acid rain. B. Global warming. C. Sudden changes in temperature. D. Harmful cancer-causing sunlight. Time's up. And the correct answer is D. 7. What is the most common reason that an animal becomes extinct? It is because pesticides are killing them. B. Their habitats are being destroyed by humans. C. There is too much hunting. D. There are climate changes and affect them. Time's up. The correct answer is C. C? No. No. Yeah, yeah, yeah. So maybe the green has mistake? Yes, green has a mistake. The correct answer for this question is B. Their habitats are being destroyed by humans. And we'll move to the next question. Where does the tradition of Christmas tree decorations come from originally? A. America. B. Ireland. C. Germany. And time's up. Okay, our team had question C, and it's correct answer. Number 9. When was Christmas first celebrated in the United Kingdom? A. 6th century. B. 7th century. C. 8th century. Time's up. And the correct answer is A. Congratulations. And we move to the next question. Where are the Christmas presents bought by a witch? A. Italy. B. Portugal. And C. Spain. The answer is A. Italy. Number 11. What do most people eat for Christmas lunch in the United Kingdom? A. Roast beef. B. Fish and chip. C. Roast turkey. Các đội đừng bàn to quá để các đội khác nghe thấy nha. And the next question. What date is Boxing Day when children can open their present? A. December 24th. B. December 25th. And C. December 26th. Answer. And the correct answer is C. 13. In traditional festive legend, how does Santa Claus travel? A. Cow sleigh. B. Horse sleigh. C. Dog sleigh. D. Reindeer sleigh. This question number 13. And move to the next question. 14. Who delivers Christmas presents to the children in the UK? A. The Christmas Fairy. B. Father Christmas or Santa Claus. C. The Three Kings.
thumbs up. And the correct answer is B. 15. The first Christmas cards were sent in England. True or false? And the correct answer is A. True. Chúng ta có một team có một đội sai rồi nha. Okay, next question. Magma has another name. What is it? A. Lave. B. Lava. And C. Lava. Time's up. And the correct answer is C. Number 17. How much does the Sahara Desert cover of Africa? A. 1/4. B. 2/5. C. 1/3. And the correct answer is okay, next to question number 18. Who developed the idea of natural selection? A. Albert Einstein. B. Isaac Newton. And C. Charles Darwin. Time's up. And the answer is C. Charles Darwin. 19. How do we call animals that eat plants and their primary food source? A. Omnivores. B. Carnivores. C. Herbivores. Time's up. Time's up. And the correct answer is C. Which team is not correct? Question number 20. Three countries which are the largest producers of nuclear power. A. France, China, Korea. B. Australia, Russia, Poland. C. France, Japan, and the USA. And time's up. The answer is C. Các đội chúng ta đều trả lời đúng ạ. 21. Nuclear power provides how many percentage of the world's electricity? A. Around 10%. B. Under 13%. C. Around 14%. Time's up. And we have the correct answer is C. Question number 22. Who is the chemist and the physicist famous for becoming the first person to be awarded two Nobel Prize for the discovery of radium and polonium and subsequent research? A. Marie Curie. B. Mary Thompson. And C. Marie Curie. Time's up. And the correct answer is A. 23. This metal is a chemical element. Its chemical symbol is Au and its atomic number is 79. A. Silver. B. Bronze. C. Gold. Các bạn nhỏ ở dưới thử đoán xem câu trả lời là gì nhá, để xem mình có trả lời đúng không nhá. Time's up. And the correct answer is C. Next question. Who invented number zero? A. Chinese. B. Indians. And C. American. Time's up. And the answer is B. Tất cả các đội đã trả lời đúng.
25. Where was Einstein born? A. Germany. B. France. C. The United States. Time's up. And the correct answer is A. Question 26. Mozart was famous A. Singer, B. Composer, and C. Writer. Time's up. The correct answer is B. Question number 27. Who wrote Romeo and Juliet? A. Oscar Wilde, B. William Shakespeare, C. Edgar Allan Poe. Time's up. And the correct answer is... Vâng, chúng ta sắp hoàn thành 30 câu hỏi rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo. Next question. In the film Home Alone 2, where was the boys lost? A. Tokyo, B. New York, and C. Chicago. Time's up. And the correct answer is B. Chúc mừng tất cả các bạn. 29. How many basic notes in music? A. 10, B. 12, C. 7. Thumbs up, and correct answer goes to... Wrong. So, assistant, so can I confirm what is the correct answer? C? Okay. The correct answer goes to C, 7. C7, of course. Okay. We have one last question. All four team, are you ready? Yeah. Okay. You will listen and give answers when the music stops. Will you guess which song is it? What song is it? And the answer is okay. The song is Jingle Bell Rock, and the answer is B. So we finished all 30 questions. Và chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ nhất trong ngày hôm nay. Xin mời các đội sẽ nghỉ giải lao trong ít phút.